Loạt UAV Nga khai hỏa, tập kích dồn dập Kiev trong đêm. Nga tiếp tục triển khai máy bay không người lái, tập kích thủ đô Kiev của Ukraine vào dạng sáng 22 tháng 12. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko và các quan chức khác xác nhận, các máy bay không người lái UAV của Nga đã tấn công thành phố Kiev vào đêm 21 tháng 12, dạng sáng 22 tháng 12. Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thứ 6 vào thủ đô của Ukraine trong tháng 12. Thị trưởng Klitschko cho biết, một máy bay không người lái đã tấn công một khu căn hộ ở quận Solomiansky, phía nam trung tâm thành phố Kiev, gây ra hỏa hoạn ở các tầng trên và nhanh chóng được khống chế. Cơ quan ứng phó khẩn cấp của Ukraine cũng thông báo trên Telegram rằng một số căn hộ ở tầng 24, 25 và 26 của tòa nhà đã bị hư hại, hai người bị thương, trong đó có một người đang được điều trị tại bệnh viện. Vụ việc xảy ra cách bệnh viện phụ sản vài trăm mét. Cảnh báo không kích sau đó đã được dỡ bỏ ở hầu hết các khu vực. Một đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy đám cháy lớn bốc lên trong đêm. Thị trưởng Crisco cũng cho biết các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã đốt cháy một ngôi nhà đang được xây dựng ở quận Dasnitsky trên phía bờ đông của sông Dnipro chảy qua thành phố. Ông xác nhận không có ai bị thương tại khu vực này. Những bức ảnh đăng trên mạng cho thấy vật liệu xây dựng vương vãi khắp nơi. Ông Sergei Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev cho biết các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã rơi trúng một tòa nhà chung cư ở quận Holosivsky, cũng ở phía nam trung tâm thành phố. Ông Popko đăng tải những bức ảnh cho thấy cửa sổ bị vỡ và các căn hộ bị hư hại nặng nề. Gần đây, Kiev bắt đầu bị tập kích trở lại sau gần 2 tháng yên ắng. Phương Tây cho rằng Nga có thể đã tiến hành một chiến dịch tấn công phối hợp vào mùa đông nhằm vào cơ sở tầng năng lượng quan trọng của Ukraine. Mùa đông năm ngoái, Nga đã tiến hành các làn sóng tấn công vào nhà máy điện và các cơ sở liên quan tới mạng lưới năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo khi mùa đông tới gần. Nga sẽ lại nhắm mục tiêu vào các cơ sở tầng điện của Ukraine và người dân cần phải sẵn sàng cho điều đó. Yuri Ignat, người đứng đầu lực lượng không quân Ukraine cho biết, Nga hiện có đủ máy bay không người lái UAV cảm tử để tấn công Ukraine mỗi ngày theo những hướng khác nhau. Theo ông Ignat, Nga đang tích trữ UAV cũng như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới. Quan chức Ukraine xác nhận một tên lửa đạn đạo bắn từ tỉnh Bryansk của Nga có thể tới Kiev trong chưa đầy 2 phút. Trung tướng Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, đã bày tỏ lo ngại Nga không thay đổi ý định nhấn chìm Ukraine vào bóng tối, nên mùa đông năm nay, người Ukraine sẽ một lần nữa phải đối mặt với cuộc chiến giành điện. Vào cuối tháng 9, hãng tin Interfax dẫn lời giám đốc công nghiệp của tập đoàn nhà nước Rostec, ông Bekhan Ostoyev, cho biết sản lượng một số loại khí tài, đạn của Nga đã tăng gấp 10 lần so với trước đây. Việc sản xuất tên lửa siêu vật âm kiên gian, tên lửa đạn đạo Iskander Tên lửa cho hệ thống Pantsir, các loại bom, đạn pháo và đạn chống tăng cũng đang được đẩy mạnh. Cận cảnh cơn lốc lửa Tornado G của Nga nã pháo vào mục tiêu ở Ukraine. Quân Nga sử dụng pháo phản lực Tornado G khai hỏa ồ ạt nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine. Bộ quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh binh sĩ lực lượng lính dù Nga sử dụng hệ thống pháo phản lực Tornado G nhắm mục tiêu Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng lân cận Kobian. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay hệ thống pháo phản lực đa nòng Tornado G quét sạch một cứ điểm và khu vực tập trung quân của Ukraine với loạt tên lửa được bắn từ khoảng cách khoảng 18 km. Mỗi hệ thống Tornado G mang theo tới 40 tên lửa, tất cả đều có thể được phóng trong khoảng thời gian chỉ 20 giây. Tornado G thường được lắp đặt trên xe tải quân sự Kamaz hoặc Uran. Tornado G là sản phẩm của quá trình hiện đại hóa, hệ thống pháo đa nòng 122 ly, tự hành BM-21 Grad do Liên Xô thiết kế. Tornado G được tập đoàn khí tài Splav phát triển tại thành phố Tula của Nga từ cuối những năm 90 tới những năm 2000 và được đưa vào sử dụng cho quân đội Nga từ đầu những năm 2010 trở đi. Tính năng nổi bật chính của Tornado G là hệ thống máy tính tích hợp và hệ thống điều khiển hỏa lực tự động hỗ trợ định vị vệ tinh GLONASS, hệ thống định vị vệ tinh do Nga phát triển và có các chức năng tương tự như GPS dùng để xác định vị trí. Cận cảnh UAV Nga bám đuổi và hạ gục xuồng quân sự Ukraine trên sông Dnipro lính dù nga điều khiển uav trong clip này phát hiện xuồng máy quân sự của ukraine đang di chuyển trên sông ibro khu vực nóng hiện nay trong giao tranh giữa đôi bên uav sau đó bám đuổi và lao thẳng vào mục tiêu trên mặt nước sau khi xác định rõ mục tiêu chắc thủ uav này đã điều khiển uav một cách khéo léo để đeo bám xuồng quân sự của đối phương cũng đang lao zigzag rác trên sông đây là loại uav cảm tử góc nhìn thứ nhất fpv khi tới gần mục tiêu lúc chiếc xuồng đang cố lao vào bờ thì uav lao thẳng vào xuồng làm đắm nó màn hình lập tức mất tín hiệu hình ảnh. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, chiếc xuồng máy của quân đội Ukraine chở một đơn vị vũ trang gồm 5 quân nhân, xuồng ban đầu di chuyển dọc theo toàn bộ sông Dnipro mà quân đội Ukraine nỗ lực vượt qua trong thời gian gần đây. Đoạn sông trong clip này nằm ở tỉnh Kherson. Bộ Quốc phòng Nga bổ sung có thêm hai UAV Nga nữa đã vội hóa những chiếc xuồng tương tự của Ukraine khi đang vượt sông Dnipro. Thời gian qua, quân đội Ukraine đã dồn sức để vượt sông Dnipro bằng nhiều phương tiện khác nhau. Họ tuyên bố đã thiết lập được một số đường cầu hỗ trợ cho việc đổ bộ lên tả ngạn sông Dnipro. Tuy nhiên, việc vượt sông cũng như cố gắng giữ đầu cầu đã khiến lực lượng Ukraine phải hứng chịu nhiều tổn thất. Trong năm 2023, Nga đã đẩy mạnh sử dụng UAV nói chung và UAV cảm tử FPV nói riêng, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương. Trong khi đó, Ukraine đang thiếu thốn UAV và liên tục kêu gọi phương Tây viện trợ thêm khí tài để họ đương đầu với Nga. Nga không thấy điều kiện tiên quyết nào để kết thúc chiến tranh Ukraine, nhưng Chechnya thì có không có điều kiện tiên quyết nào để chấm dứt xung đột tại Ukraine. Valentina Matvienko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho biết, theo TASS, nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov trước đó đã dự đoán thời điểm hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo ông Kadyrov, người ta có thể mong đợi hoạt động này sẽ kết thúc vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm sau. Thời gian của cuộc xung đột gắn liền với một nhiệm vụ đặc biệt mà Tổng thống Nga Putin đặt ra cho quân đội. Ramzan Kadyrov cho biết, ông Kadyrov cũng cho biết nếu ông chịu trách nhiệm về quá trình ra quyết định, cuộc xung đột sẽ kết thúc sau 3 tháng. Chúng tôi thấy cách Israel hành động trong các hoạt động quân sự ở giải Gaza. Nhưng mục tiêu của chúng tôi không phải là phá hủy các thành phố nhiều nhất có thể, mà là đàm phán với những ai muốn đầu hàng. Nhà lãnh đạo Chechnya Nha nói thêm rằng người Nga, nếu không thì quân đội đã chiếm Kiev từ lâu rồi. Chúng tôi cách Kiev 7 km và việc chiếm Kiev còn dễ dàng hơn cả Mariupol, ông Kadyrov nói. Theo ông Kadyrov, mục tiêu hàng đầu của ông Putin trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là giữ nguyên các thành phố càng nhiều càng tốt, ngăn chặn các nước phương Tây xâm nhập vào lãnh thổ Nga và không để họ áp đặt các điều kiện của mình. Điều đáng lưu ý là ông Kadyrov trước đó đã dự đoán sẽ hoàn thành chiến dịch đặc biệt vào năm 2023. Vào tháng 2 năm 2023, ông Kadyrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Quan hệ Đối ngoại, Báo chí và Thông tin khu vực, Ahmed Dudayev rằng hoạt động này sẽ hoàn thành trước cuối năm nay. Theo ông Kadyrov, các đối thủ của Nga không có lựa chọn nào khác mà là quay trở lại làm ăn với Moscow. Chiến dịch đặc biệt sẽ kết thúc vào cuối năm nay, các nước châu Âu sẽ nhận ra hành động sai trái của mình, phương Tây sẽ quỳ gối và như thường lệ, các nước châu Âu sẽ phải tương tác với Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực, ông Karirov phát biểu vào tháng 2 năm 2023. Xung đột Ukraine có thể phá hủy Liên minh châu Âu Quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu thừa nhận không phải tất cả các nước thành viên của khối này đều coi Nga là mối đe dọa chiến lược. Tuyên bố trên được ông Joseph Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu đưa ra khi đề cập tới những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra đối với EU nếu khối này không giải quyết được xung đột Nga-Ukraine và giải quyết được cuộc khủng hoảng Trung Đông đang diễn ra. Ông Borrell cũng nhấn mạnh tính cấp bách của cuộc xung đột Israel-Hamas, nhưng coi đối đầu quân sự giữa Moscow và Kiev là mối đe dọa hiện hữu lớn nhất mà khối này đang phải đối mặt. Nhà ngoại giao EU cho rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine gây ra mối đe dọa đáng kể không chỉ đối với Kiev mà còn đối với toàn bộ châu Âu. Ông Borrell nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách châu Âu không nên tập trung vào việc liệu Nga có giành chiến thắng trong cuộc xung đột tại Ukraine hay không, mà nên tập trung vào việc hành động để ngăn chặn nguy cơ này. Nhà ngoại giao này thừa nhận, một số thành viên EU không coi Nga là mối đe dọa chiến lược, tuy nhiên ông phủ nhận suy đoán về khả năng chia rẽ trong khối về cuộc xung đột Ukraine. Nhấn mạnh sự khác biệt về quan điểm giữa các quốc gia trên thế giới về xung đột Nga-Ukraine, ông Borrell nói, một số nước chỉ lên án cuộc chiến và mối quan tâm hàng đầu của họ là xung đột phải kết thúc càng sớm càng tốt. Nga luôn tuyên bố nước này không có ý định tiến hành một cuộc tấn công vào NATO. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu bao gồm nhiều thành viên EU. Moscow khẳng định không có bất kỳ tranh chấp cơ bản nào với EU. Mặc dù vậy, các quan chức Nga vẫn chỉ trích hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Kiev và cảnh báo rằng sự hỗ trợ đó sẽ kéo dài cuộc xung đột và lôi kéo phương Tây trực tiếp vào cuộc xung đột. Trong khi nhiều nước EU bày tỏ sự hộ đối với Ukraine, vẫn tồn tại một số trường hợp ngoại lệ. Hungary đã từ chối cung cấp khí tài cho Kiev và gần đây đã chặn gói hỗ trợ trị giá 50 tỷ euro tức 54 tỷ đô của EU dành cho Ukraine. Tương tự, tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tạm dừng vận chuyển khí tài từ Ukraine và ông chủ trương rằng EU nên thay đổi từ một nhà cung cấp khí tài thành một nhà kiến tạo hòa bình.